hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái các cái bộ đèn chùm cũng như là đèn quạt của bên mình. Đấy. Đèn này là 15 tay. Đấy. Bóng là rồi bóng là bóng đỏ. Đây đèn này là 15 tay tất cả nhé. Đấy, 15 tay nhá, bóng vàng nắng. Đấy, quả này là 4,3 triệu anh em nhá. Đấy. Tiếp theo đến quả thứ hai đây. Đấy, con này là 2 triệu này. Số tay của nó là 2 4 6 8 tay. Đấy, con này 2 triệu các bạn nhá. Đấy, tiếp theo. Đây. Con số 3 đây. Con này cũng 2 triệu luôn. Con này là 10 tay các bạn nhé. Đấy. Rồi tiếp theo là đến quạt trần đây. Đây quạt đang quay này. Hàng nhập Malaysia. Đấy. Quạt quay cực kỳ êm luôn. Gió rất là nhiều luôn. Đấy. Con này là 3,3 triệu anh em nhé. Hàng nhập Malaysia cho anh em. Quay không có tí tiếng động nào luôn. Các bạn thấy không, video mình quay lên nhưng mà gió rất là nhiều luôn. Êm ái và gió nhiều luôn. Đấy, con thứ hai này. Con này có 5 bóng này. Đấy, cánh giả gỗ này. Rồi, con này là 2,8 triệu này. Đấy, tất cả các mẫu quạt có đèn này đều là 2,8 triệu hết các bạn nhé. Đấy, tùy theo các cái màu sắc khác nhau chúng ta lựa chọn này. Đấy, 3 con này là 2,8 triệu này. Đấy, con trong cùng đây. Con này thì là quạt không thôi. Của hãng Asia. Đây là 1,8 triệu các bạn nhé. Đấy, con này 1,8 triệu này. Đấy, tất cả các mẫu đèn có quạt có đèn này thì là 2 triệu này. Đấy, con phía trong kia là 1,8 triệu này. Đấy, xin lỗi các bạn là tất cả 3 con có đèn này thì đều là 2,8 triệu các bạn nhé. Đấy. Còn đây là cái đèn thả đây. Chế độ 3 màu luôn cho anh em mà các bạn lựa chọn này. Quả 3 bóng. Quả 5 bóng này. Đấy, đèn thả này thì nó có loại 3 bóng và loại 5 bóng. 5 bóng thì là 1,3 triệu. Còn 3 bóng này thì là 1 triệu. Đấy, cho anh em và các bạn lựa chọn luôn. Thì các bạn có nhu cầu về các cái dòng đèn cũng như là đèn chùm quạt này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau. Đây, các cái hệ đèn thả đây. Đấy, có hệ 3 bóng, hệ 5 bóng. Anh em các bạn có nhu cầu dòng nào có thể liên hệ.